Tưởng sẽ gặp nhiều khó khăn khi rơi vào một bảng đấu có sự xuất hiện của những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu, thế nhưng rốt cuộc Liverpool vẫn thể hiện được sức mạnh của mình, kết hợp với việc các đối thủ cũng không duy trì được sự ổn định để từ đó sớm giành vé chính thức đầu tiên vào vòng knock của bảng đấu này. Cụ thể sau 4 lượt trận, The Kop đã toàn thắng và hiện đang dẫn đầu tại bảng B với 12 điểm, hơn tới 8 điểm so với đội đứng thứ ba. Trong bối cảnh như vậy, đại diện nước Anh đang tỏ ra hết sức thoải mái về tâm lý ở lượt trận áp chót tới đây trong cuộc chạm trán với Porto. Không chỉ chiếm ưu thế về tâm lý ở trận đấu này, Liverpool còn được chơi trên sân nhà, đó cũng sẽ là sự ủng hộ rất lớn. Cần biết rằng tại Anfield họ đã thắng tới 4 và chỉ hòa 2 ở 6 trận gần đây, trong đó hầu hết là những đối thủ vô cùng khó chịu như hai chiến thắng gần nhất trước Atletico Madrid và Arsenal. Riêng trước Porto ở 4 lần tiếp đón trước đó trong quá khứ, họ cũng thắng 3 và hòa 1. Chính vì vậy mà khả năng cho một kịch bản tương tự tái diễn đang là rất lớn về phía đối diện với 5 điểm sau 5 trận. Về phía đối diện với 5 điểm sau 5 trận, đại diện Bồ Đào Nha vẫn đang phải căng sức cho cuộc chiến giành vé đi tiếp. Về cơ bản là những gì họ đã thể hiện thời gian qua là tương đối tích cực. Tuy nhiên vấn đề là những gì họ thể hiện tốt đều đến từ sân chơi trong nước trong khi tới đây là đấu trường châu lục lại trước một trong số những đội bóng hàng đầu nên sẽ rất là khó để đảm bảo cho Porto. Ngay như ở lượt đi vừa rồi dù được chơi trên sân nhà thế nhưng Porto còn để thua tới một năm trước vị khách đến từ nước Anh này. Chính vì vậy mà trong điều kiện phải làm khách ở trận tái đấu tới đây hy vọng là gần như không có. Tuy nhiên, trong khi đang hoàn toàn lép vế về những điều kiện chuyên môn thì trên sàn giao dịch châu Á sự ủng hộ lại dành cho họ. Cụ thể nhà cái chỉ xếp Liverpool ở kèo chấp 1 phần 2 ở trận đấu tới đây. Đây là mức kèo bất thường bởi lẽ ở lượt đi trên sân của Porto họ còn chấp tới 3 phần 4, huống chi được chơi trên sân nhà trong bối cảnh thi đấu ổn định như hiện tại. Chính vì đặc điểm này mà vẫn có thể hy vọng vào một kết quả tích cực cho đại diện Bồ Đào Nha ở trận đấu tới. Trên phương diện tổng bàn thắng, mức kèo 2 3 phần 4 mà nhà cái đưa ra cho cuộc đọ sức này đang bị đánh giá là không tương xứng nếu nhìn vào phong độ ghi bàn mà hai đội đã thể hiện hiện, hiện tại, nhất là trong bối cảnh mà đội chủ sân liverpool đang tỏ ra thoải mái về tâm lý cũng như việc được chơi trên sân nhà. Chính vì vậy mà mốc dưới được xem như lựa chọn an toàn hơn ở trận đấu này. Ở cặp đấu còn lại, đối thủ trực tiếp trong cuộc chiến giành vé đi tiếp của Porto là Atletico Madrid sẽ có thử thách dễ chịu hơn nhiều khi chỉ phải chạm trán đội bóng đang đứng cuối là AC Milan. Theo tính toán, đại diện Tây Ban Nha buộc phải thắng nếu muốn cạnh tranh vé vào vòng out và đây chính là đối thủ mà họ có thể hướng tới mục tiêu đó. Chỉ đôi chút đáng ngại là phong độ của thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone trong quãng thời gian vừa rồi là không thực sự ổn định khi sau bảy trận chỉ có được vòn vẹn hai chiến thắng. Đã biệt đáng ngại hơn chính là việc họ đang dần đánh mất lối chơi của mình với rất nhiều xáo trộn. Tuy nhiên thì dù sao ở trận đấu tới đối thủ cũng không đến mức quá khó chịu. Hơn nữa việc trở lại Metropolitano cũng là một lợi thế lớn cho họ bởi lẽ tại sân đấu này thầy trò huấn viên Simone vẫn đang thể hiện tương đối tốt. Như hai trận gần đây đều đã giành được chiến thắng, dù cho đó đều là những kết quả không dễ dàng, chưa kể là kinh nghiệm chinh chiến lâu năm cũng đã hình thành nên bản lĩnh của họ và khả năng nó được phát huy ở trận đấu tới cũng rất lớn. Bên cạnh đó sự ủng hộ còn đến phía đối diện khi mà AC Milan ở hiện tại đã không còn là một đội bóng lẫy lừng trời như thuở nào. Bằng chứng rõ nét nhất, nhất chính là việc họ mới chỉ giành được vòn vẹn một điểm sau 4 lượt trận cho đến hiện tại. Bên cạnh đó, giai đoạn vừa rồi cũng đang chứng kiến thầy trò huấn viên Pioli thi đấu xa sút với 3 trận liên tiếp không thắng gần nhất còn để thua. Chính vì lẽ đó mới hy vọng lại càng được củng cố cho Atletico Madrid ở trận đấu này. Trên sàn giao dịch châu Á, việc nhà cái xếp họ kèo chấp 3 phần tư cũng chưa thấy đánh giá tương tự. Cần biết rằng ở lượt đi tại San Siro, mức kèo được niêm yết chỉ là hòa được thua. Vậy nên việc mức chấp được đưa ra như vậy cho thầy trò huấn viên Simone ở lần tái đấu này cũng là hợp lý. Vậy nên đây xứng đáng là cái tên để trông đợi ở trận đấu tới. Trong một diễn biến khác là cuộc đội sức giữa một đội bóng đang cần chiến thắng và một đội đã không còn động lực thi đấu, khả năng xuất hiện kịch bản tương bừng là rất dễ xảy ra. Tuy nhiên trên thị trường nhà cái lại chỉ đưa ra kèo tài xỉu khá khiêm tốn là 2 1/2. Với đặc điểm như vậy sẽ khó trông đợi vào sự bùng nổ và mốc dưới được xem như